anh em có thể là mua cho mình những chiếc app về tựa game như là Liên Quân, Liên Minh hay Free Fire với cái giá cực kỳ rẻ. Truy cập ngay vào Honic.vn để lựa chọn cho mình những chiếc app phù hợp nhất. Forest đi thầy, có tiền, 2,5 tỷ. 2,5 tỷ bán game đi á. Ờ tôi nhận bây giờ không biết công xem trận vừa rồi không? Công xem trận vừa rồi không? Là công thấy có cảm giác là thằng Daniel James nó mất tích. Đó nó mất tích nên là tôi nghĩ là tôi sẽ phải có một cái gì đó thay đổi ở vị trí cánh. Cánh đi, Buke Yosaka. Ôi giời ơi. Em quân đồ sơn buôn ghẹ sữa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Saka được không ta? Depa bón kép 82 tỷ. Pa bón à? Depa bón kép 82 tỷ mà thay lại ông giới thiệu tôi có Colombia này. Colombia. Phải trông cũng lạ, thằng này nhìn trông cũng lạ đấy nhưng mà khả năng hơi khó mua. À, thôi cứ mắc thằng này đi, cứ mắc thằng này, có quả đội trưởng người Colombia này trông mới thế nhở. Thôi cứ mắc thằng này đi. Rồi. Đi từng bước một, lò dò từng bước một, thằng này là còn cắm đầu nữa, lò dò từng bước một để lên siêu sao. Thầy đặt niềm tin nơi Gonzalo Gil. Lại thầy ăn bị đấm mày không? Con vợ này hình như hôm qua tôi ăn rồi hay sao nhở? Con vợ này chắc chắn ngồi săn luôn, chắc chắn là đang ngồi săn để lên stream. Chắc chắn. Tân binh MU của em ngày hôm qua đâu rồi thầy, nay đâu mất tiêu rồi, một bàn 200k luôn mà chê à thầy. Tân binh MU của thằng nào? Đen. Rồi, tân binh MU của thằng nào nhở? Tạt được. Đấy, tạt được nhưng không xử lý được thôi, tạt thì tạt được. Tạt thì tạt được nhưng không xử lý được. Phải cầm CDM ra tắc. Thắng đẹp trai khoai to hơn thầy Tabi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thắng nhá. Trận này tôi dùng Gear Up Booster xem trước rồi nhé anh em, trận này nhót tiếp. Nhót với chúng tôi, Tân Bình. Nhót với chúng tôi, Bobber. Cái gì ạ? Đồn Bắc. Đồn Bắc. Mắc rát phò ạ. Ao cá đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ao cá nhá. Mày sai với xã hội anh em bảo vệ mày. Mày sai với bát xua y mày mất hết. Ok. TV Chap. Ôi giời ơi. Long Neck dễ. Thích như là Chap. Donate cho Tabi 10.000 đồng. Ván trước một bàn 100k thì cô ghi ván này mới ghi bàn là sao đâu bớt tiền đạo trêu ngươi. Cần mà anh em ơi, cần cái quan trọng nhất đấy, cần là cái đóng góp lối chơi chung. Cái cần như này này. Ôi giời ơi. Cốp đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đâu bớt đá như này ai mua Torres ai cần nữa hả thầy, vừa phải thôi. Vigo Wanyama là sút trượt bóng. Ủa cái khoảnh khắc ấy có thể thay đổi nhiều thứ đấy. Khoảnh khắc đấy nếu như là 2-0 thì nó có thể thay đổi nhiều thứ đấy. Anh em thi đấu trên stream trước gọi là 8.000 khán giả thì chưa bao giờ đơn giản cả. Chưa bao giờ đơn giản, áp lực là rất lớn nha. Biết có mình đá một trận FIFA mà biết được có khoảng 8.000 người đang xem mình. Đó. Nope. Chạp bơi không bắt được quả này, Zigon rồi mà. À, nhích Zigo à? Nhích Zigo đúng không? Chút luôn đi còn đỡ một chút. Đỡ một chạm làm cái gì nữa? Ơ, à, còn đấy. Nope. Càng quá vị xui thôi. Xả ngang. Mở ten chân phải mà lại bảo là chân trái á. Đó tôi tưởng là thằng đòn bớt cơ mà. Ô, từ từ nhá. Nope. Vẫn không được, vẫn không làm gì được. Bảo lăng, ui. Căng quá, trận này thật sự luôn, căng thẳng quá, không nói nên lời luôn mà. Ôi trời ơi. Hoàng đã đâu rồi. Cho Tabi. Rồi. Phải thay con vợ này ra. Jimenez vào sân. Phải đưa Jimenez vào sân rồi, đến lúc rồi. Đó, đến lúc tôi phải đưa Jimenez với những cái điều chuyện đẳng cấp của Ozil nữa. Phải đưa vào sân đấy. Casedo. Bây giờ chỉ còn những con bài, bây giờ chỉ có những cái này. Jimenez thì cút, bây giờ làm gì có ai nữa anh em. Làm gì có ai nữa, anh em cho tôi một cái tên đi. Còn thằng Jimenez tôi không cho nó vào thì cho ai vào chưa? Đừng nhá. Nope.
Ôi giời ơi. Em Hoàng học sinh mới đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em mua sẵn con Foden 108 giá 4 tỷ cho thầy chiến bên cánh trái mùa sau rồi, thầy nghĩ sao? cảm ơn Hoàng nhá. Cái gì mà đã chuẩn bị cho mùa sau kỹ này, chưa xong mùa 1 mà. Hết thể lực rồi, Davi, tôi hết thể lực không chạy nổi nữa rồi. Edogawa cô ơi, bạn Tấn Lợi đẹp trai quá đã đâu nhỉ, cho Tabi 10.000 đồng. Tài khoản này cần phải nạp lần đầu để win, ai thấy đúng thì phím 1. Quả Wayama sút trượt là bóng về 1 là tôi biết có điểm rồi mà. Series này phần A là FIFA 5. Chịu rồi, thắng 1 trận, thua 3 trận, đau chưa? Không lên nổi chưa sao? Tôi nói rồi, Lautaro Martinez 23 tỷ cộng 3 chỉ với 3 tỷ 7 bạn có một tiền đạo 3 chân như một. Có tiền đâu anh em, có tiền đâu mà cái 3 tỷ 7, chỉ 3 tỷ 7 cái thứ. Có tiền đâu. Đó, đây này, bây giờ có bao nhiêu, có 2 tỷ rưỡi này. 2 tỷ rưỡi mà cứ 3 tỷ 7. Bán thêm một con này, Cuadrado đi. Cuadrado, mỗi trận phải mua thêm một con để gọi là để gọi là cải thiện đội bóng. 3 tỷ 6. Thế là phải bán con Daniel James này. Xem nào. Cho con Hoyland nhầm, cho con Hoyland này vào đã, cái đã thất bại rồi. Không lên nổi, hết sức rồi. Hết sức rồi đấy. Mua Mark đi làm ơn lại mua Min nữa, mua Mark đi. Cô ơi, bạn Tấn Lợi đẹp trai quá đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Ôi, cảm ơn em nha. Lần đầu donate thầy cười thật tươi, đựa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đòn luôn mà. Em đã nói rồi, thầy sẽ không làm được đâu mà không có thực lực thì cố làm gì. Đòn luôn mà, em còn bị đòn nữa mà, đang thua còn bị đòn, tâm trạng đâu mà sở stream nữa bây giờ. Đòn luôn mà. Từng đồng một nó rất quý, bây giờ 4 tỷ rưỡi. 4 tỷ rưỡi, đây rồi. Tuấn Nam đẹp trai hơn thầy Tabi đã donate cho Tabi 4 tỷ rưỡi, đồng. Cần cánh phải nha, cánh phải em ơi. Cánh phải. Đây rồi, tôi có một con 4 tỷ rưỡi. Ôi giời ơi. Dấu tên 649 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn 649 nhá. Andros Tosen gì thay? Tosen, Andros Tosen này liệu có phải có một cái tên tin tưởng không? Không. Thằng này không. Không được. Ngọc Anh đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Cảm ơn Ngọc Anh nhá. Em nghĩ thầy nên đổi qua áo Liver với sân Anfield để chiến thắng trở lại, thầy nghĩ sao? Được, hợp lý, đổi ra áo, không mặc áo Miami, Inter Miami này không phất được. Ôi. Liver. Hoàng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Corona 2.55, xem nào. Corona phải mua, bây giờ mua rất là phải tính, rất là kỹ. Tùng trọ tại khu tập thể King Home Smart City đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mới thua có 3 trận thầy đã nóng đầu rồi, thế thì không bằng em rồi, em thua 16 trận liên tiếp vẫn còn bình tĩnh nhặt từng mảnh vỡ tay cầm bỏ vào thùng rác mà. Thầy nghĩ sao về Frank Ribery? Tôi tìm luôn chứ nghĩ gì nữa, phải tìm, bây giờ quan trọng là nó phải phù hợp với tiền chứ, phải có tiền chứ. Không mua được, bây giờ có 4 tỷ. Ôi giời ơi. Fan thầy đã donate cho Tabi 20.000. Cuadrado đi. 21 Giang Tô thầy xem. Giang Tô. Chưa tìm thằng ra hồn nhở. Đây thằng này có vẻ ok này, thằng này thì trông có vẻ ok, thể nhỏ nhưng mà chân 5 chân 3. Ôi trời ơi. Dấu tên 101 đã donate cho Tabi 10.000. 5 chân 3 đủ điên chưa? Em Cô Man ở Cô Man đi, Cô Man đi. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hamuma hot 8 đi thầy Min RM nhà cho. Thôi, tôi mua thằng đấy mua hot, không quái mua hot anh em ạ. Cô Man cộng 5 nhỉ? Hay là chơi Cô Man cộng 5 tiết kiệm tiền một tí nhỉ? Ôi trời ơi. Gavi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Messi đã được cánh đá, được cam đá, được ST đặc biệt là số 9 ảo. Ngoài ra anh còn đá được CM nếu khẩy yêu cầu. Thầy tin em chỉ một lần này thôi. Nếu ca ưng xin đôn lết 100k tin chuẩn mà thầy đừng mua cộng cao nhé, cộng thấp cũng đủ rồi. Hoặc là bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ đánh cược Messi. Lông nách dễ che đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Messi. Ôi trời ơi. Edogawa cô ơi, bạn Tấn Lợi đẹp trai quá đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Cảm ơn lần bạn Tấn Lợi nhá. Còn thầy nữa đâu nhé, he đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lại nữa. Bài học đầu tiên là đừng tin é. Mua cộng thấp thôi, Messi đi, tôi nghĩ là tôi sẽ tin vào Messi. Ôi trời ơi. Dấu tên 600. Tôi sẽ mang Messi về bước ngoặt. Donate cho Tabi 10.000 đồng. Của là Domenico Berardi hang chat luôn. Tôi để lại 1.8 tỷ, tôi mua một gọi là một trong những người gánh team khỏe nhất ở ngoài bóng đá ngoài đời vào đây rồi. Và bây giờ vấn đề là bây giờ mình sẽ xoay đội hình như thế nào thôi.
Bây giờ mình sẽ xoay đồ như thế nào? Bỏ may 8888 đã đâu không chơi quốc dân Messi, Messi đâu phải quốc dân anh em. Sylvain Wijmer ít thầy đẩy lên cánh bao uy tín. Bây giờ nhỉ, bây giờ Wijmer cảm ơn có may nhé, cảm ơn may. Bây giờ mình sẽ dùng Messi và chắc là mình sẽ đẩy thằng cánh này đi, đẩy thằng João Pedro đi, mình sẽ dùng Messi ở đây. Ôi trời ơi. Được không nhỉ? Xem với tôi Messi sẽ chơi tự do, Messi sẽ chơi tự do, còn thằng này sẽ một thằng tiền đạo nó sẽ kiểu em Jimenez đi. Quần đùi đi vào ba đã donate cho Messi chơi tự do nhá. Em có con hàng có đầy đủ tố chất mà thầy cần. Không quốc dân 2 chân 5 năm có thánh chuyển sút xa sút xoáy cộng cao có nhiều chỉ số ẩn. Nét đẹp châu Á Tsubasa. Cái gì nữa này, có cả Tsubasa nữa à? Có cả Tsubasa nữa à? Ok. Ok. Lionel Andrés Messi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy tin tôi là chuẩn bài rồi. Tôi tin vào Messi mà, thật sự là tôi khi mà tôi phân vân rồi tôi sẽ mua Messi, tôi sẽ mua Messi về để làm mới. Làm mới lại công, còn nếu như mà nó không thành công thì coi như là nó là lỗi cho tôi ở khâu chuyển nhượng. Bi đã donate đó cho Tabi 10.000 đồng. Thầy đưa gót Real về thì gót Merton thầy để đâu? Có hai gót mà phó gót. Merton xuống phó gót nha. Phó được chưa? Phó gót nha. Dấu tên 444 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Messi gót Merton đờ con. Ủa lên thách đấu hôm qua anh em ạ. Cần một người cầm nhịp đấy. Cần một người cầm nhịp ở giữa sân. Nhà báo Hòa Ân Giang không làm va nữa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. À đấy, tôi quên giới thiệu cho thầy. Con hàng cánh phải, nhanh khỏe biết hỗ trợ phòng ngự, kỹ thuật 5 sao, dứt điểm đa dạng, lại còn biết võ thuật vô địch giải bóng học sinh. Chính là Ito, đường dẫn đến khung thành. Messi. Đầu được con này. Cái đội tôi đang di chuyển, nó đang không ổn lắm để có những cái đường truyền ngon được. Sơn fan Chelsea đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Sơn nhá. Cánh còng lưng Miami thoát khỏi chuỗi thua. Giờ phải tăng ca gánh thêm cả tao xúc ẩn. Ui, chết rồi. Chết sai lầm, ui mày quá, còn Kevin Chap. Chết rồi. Có chơi game nào mà nghe giọng điệu nó giận dỗi phụng phịu nhỉ. Nghe cả đúng cậu bé luôn đấy, đúng cậu bé luôn. Ủa nghe phụng phịu. Từ giống là thằng cu em này tôi ấy. Y fan anh 7 di chuyên y oi. Đó luôn, Jimenez. Nè, Messi. Ui, dê qua quả đấy là xong rồi mà. Ui, dê của nó xong là qua luôn rồi đấy. Messi. Quái thế là tiền đạo nó không chịu chạy ấy. Tiền đạo nó không chịu chạy để tỉa quả bóng ngon cơ. Cái gì đấy, sút cái gì đấy. Sút cái gì đấy, đùa. Bí quá rồi, phải đặt niềm tin vào Messi đấy. Bí quá rồi. Ôi giời ơi. Messi cộng 2 đâu. Lâm Doãn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy trêu fan anh 7 thế mai lại lên báo thằng Tabi sỉ nhục viewer không tôn trọng người xem có tí tiền khệnh khà khệnh khà. Chịu chết luôn thật. Chịu chết luôn đấy. Nope. EZ đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bây giờ một kiến tạo. Hai fan anh 7 thì Alexa không dành cho Jimenez. 20p thì biết số lượng fan anh 7 đông không ấy mà. Thầy mua Nikola Jokic đi thể hình ngon với khỏe lắm. Jokic à? Hứa với anh em là có tiền tôi shopping hết. Tôi mà có tiền tôi shopping hết. Tiếp tục một mớ máu này cho Jimenez. Ôi trời ơi. Khải đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy khỏe không thầy ơi, đợt này em chạy thêm Grab nên về muộn nên cả nhớ xem thầy, đi đêm ghê VCL thầy ạ, à. Chúc thầy nhiều sức khỏe. Ok, cảm ơn Khải nhiều, cảm ơn em. Đố lấy bóng Messi đấy, cái dê nó cứ dính vào chân mà, nó dẻo như kẹo à. Ui. Sáng ngang. Tí thì trận đầu tiên của Jimenez hat-trick luôn đấy. Lần đầu tiên trong đời Jimenez có một quả đầu tiên. Trận đầu tiên ra mắt ghi 4 bàn về sau tịt luôn. Rồi ok. Đó ok. Đâu thằng nào trẻ trâu fan 7 cho ao ra tao bù hết. Thầy đã tin em chưa? Kiểu Gabi chưa? Được ok. Cái quyết định mua Messi này hiện tại nó vẫn đang chuẩn. Bây giờ cần một trận thắng nữa. Tôi đá nốt một trận này. Tôi đang nốt một trận này với Messi này. Tôi tin tưởng trận này tôi sẽ thắng. Tin tưởng. Tín Anh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. À, áo Liver tại cơn ác mộng 2019 ở Anfield. Áo Liver là không tôn trọng Messi á.
Liver là con 150k mà anh em ạ, áo Liver 150k tôi trọng gì. Áo Flex ở giải Mỹ anh em ơi. Đấy. Ở giải Mỹ nhá. Rồi, ok, chúng ta sẽ đến với trận đấu này. Tôi rất là hy vọng là tôi sẽ có một cái thành tích 3 thắng 3 thua là được. Thế rồi. Tiến Anh ơi, sao bạn khôn thế? Tớ xí Ngọc Anh từ lâu rồi mà. Bạn tự dưng ở đâu ta chen giữa hai bọn tớ vậy? Ngọc Anh là nam mà. Ngọc Anh là nam mà. Ngọc Anh là nam mà còn xí luôn từ trước luôn cơ. Messi. Jimenez. Cùng tên với thầy nhưng em đẹp trai hơn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em tưởng kênh thầy chỉ tiếc hộ này có thêm khóc hộ. Buồn cười quá thầy ạ. Trời ơi, tí nữa thì tôi solo được qua kìa. Fan thầy đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Ôi cảm phát thầy nhá. Lúc hai thế này sao em không nghĩ về ai khác mà chỉ nghĩ về người thầy của em. Wow. Thầy Tân. Ok, cảm ơn em nhiều. Ảo ma đấy nhở. Thôi đi rồi. Việt vị. Ui mày. Bắt đầu đi mày. Messi. Ui. Fan thầy đã donate cho Tabi 100.000 đồng. I love you baby. Ok, cảm ơn fan thầy nhá. Ủa, Messi tiểu bóng cho Tomerten kìa. Kịch bản đã đẹp. Kịch bản đã đẹp và nó đã xảy ra. Em có Stephen Curry sút xa 130 thầy cần ca thầy. Chưa cần anh em, hiện tại thì chưa. Tôi đã tìm lại được cái nhịp chơi bóng của tôi, cái niềm cảm hứng. Quỳnh Liên đã donate cho tôi đã tìm được niềm cảm hứng cái chơi bóng. Jimenez. Quỳnh Liên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Quỳnh Liên nhá. Thằng đấy nick em cũng ở trẻ Ninh Bình mà giờ nó nợ em 20 Tiago đòi nổi. Cứ tưởng cái gì mà người yêu cũ em đúng không? Mà cho nợ 20, tôi cứ tưởng là cái vấn đề gì về chuyên môn cơ. Cứ tìm cái bạn đấy không, bạn đấy lên tuyển đấy là cái gì gì. Quỳnh Liên donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy đã thấy rằng ai là người hiểu nhất về cảm quan và tư duy của thầy chưa mặt cười. Cảm hứng chơi bóng rất quan trọng. Đó. Dâu gì mình đã hóa rồng luôn mà. Dâu gì mình đã hóa rồng luôn. Đá trước mặt Messi hóa rồng luôn. Tabi 10.000 đồng. Ui. Em Huy cai ngục trưởng cầm đầu 934 thành viên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sở lỗi bà Lăng. Tôi muốn lên sở chim quá thầy xem xét thế nào đi chứ. Xoay mấy quả mới có vợ chóng mặt luôn mà. Casedo. Ôi bị kéo rồi. Á đù Messi về cái unlock được thằng Jimenez luôn mà. Jimenez khôn trở lại luôn mà. Tự nhiên rồi bị sút bóng vào đầu khôn luôn mà. Đó, bị sút bóng vào đầu cái khôn luôn này, chạy chỗ nhìn khôn chưa? Má nó cái tưởng Fernando Torres à. Ôi giời ơi. Fan thầy đã donate cho Tabi 110.000 đồng. Bế cho Messi, Rudiger đứng bế Messi vào đánh kìa. Nhà báo Hòa Ân Gian G không làm va nữa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Liệu thầy có làm được trong hôm nay không để tôi còn thức? Làm cái gì nhờ? Ôi làm cái gì nhờ? Messi chuyển không chê được mà tự nhiên có Jimenez hóa điên luôn mà. Ôi, Jimenez này. Chưa ai khen Bảo Lăng là gốt sao mà sao mà. Thằng nào cũng gọi là gốt anh em, thằng nào cũng gọi là gốt được. Cái từ gốt về thật giản nó dễ gọi nhờ. Ui lại quay về, cuối cùng lại quay về 191 mà. Đi một vòng, đi 2 tiếng đồng hồ lại quay về chỗ cũ à. Ôi, đi một vòng xong cuối cùng lại quay lại chỗ cũ. Tôi sẽ dừng lại series ở đây. Tôi sẽ dừng cái tập này ở đây. Đó, với 3 trận thắng và 3 trận thua. Tôi nghĩ là ok, và sự xuất hiện Messi nó sẽ mang lại cảm hứng vào ngày mai.